Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 238. Ngô Bình đi tới đỉnh đầu của hoang thần, khẽ gật đầu, nói, thực lực của nó ít nhất cũng là tê thiên cảnh cấp 2. Nếu không phải Nguyệt thần thê tử thăng cấp thành cổ thần cấp 8, e rằng việc bắt sống nó sẽ không dễ dàng gì. Nguyệt thần, ra tay đi, miễn cho bị cổ thần khác chú ý. Được, Ngô Bình tiến lên một bước, thực hiện quyền uy suy yếu và quyền uy cướp đoạt. Ngay lập tức, năng lượng 5 màu lao ra từ 7 lỗ của hoang thần, bay vào trong tay Ngô Bình. Ngô Bình tạm thời hấp thụ năng lượng này, sau đó sẽ sử dụng nó khi luyện đan. Với lượng năng lượng hoang thần lớn như vậy, ít nhất cũng có thể luyện chế ra hàng nghìn viên hoang thần đan. Hoang thần bị tước đi sức mạnh ngay lập tức chuyển sang màu trắng xám, khi gió thổi qua thì biến thành cát bụi và bay đi. Ngô Bình hỏi, Nguyệt thần thê tử, mặt trăng trên thiên giới có liên quan tới ngươi sao? Nguyệt thần nói, mặc dù ta có thể lên thiên giới, nhưng quy tắc ở nơi đó sẽ làm suy yếu lực lượng của ta. Ta chỉ có thể sử dụng 30% trong 100% thần lực của mình. Ngô Bình chớp chớp mắt, Nguyệt thần thê tử, vậy ngươi muốn đi thiên giới sao? Nguyệt thần cười nói, muốn chứ, chẳng lẽ phu quân có cách gì sao? Ngô Bình đột nhiên bước tới, ôm lấy cô ta và hôn. Nguyệt thần dường như chống cự nhưng giây tiếp theo cô ta đã vòng tay ôm eo anh. Thì ra vô thượng đại đạo mà Ngô Bình nhắc tới đang mạnh mẽ tràn vào miệng của Nguyệt thần. Nụ hôn này kéo dài hơn 15 phút. Khi Ngô Bình cảm thấy gần như đã xong, anh mới rời miệng. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt thần đầy mê mẩn, cô ta tức giận nói, ngươi không báo trước cho ta, để người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Ngô Bình cười nói, ở đây không có người khác, vô thượng đại đạo này là bí mật mà ta biết, có nó, ngươi có thể lên thiên giới bất cứ lúc nào, pháp tắc ở nơi đó cũng sẽ không áp chế ngươi. Nguyệt thần cười nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta đi tới đó giúp ngươi chiến đấu sao? Ngô Bình cười khà khà, ta là phu quân của ngươi, nếu ta bị bắt nạt ngươi có ngồi yên nhìn không? Nguyệt thần, khi tu vi của ta ổn định hơn, ta sẽ luyện hóa mặt trăng trên thiên giới, biến nó thành đạo tràng thứ hai của ta. Ngô Bình, ta chờ ngươi tới. Hai người tách ra, Ngô Bình trở về Thiên Nguyệt Thần Quốc. Vừa trở về anh liền nghe nói Diệp Phục Thiên đang dẫn đội quân dực tộc tấn công Thiên Nguyệt Thần Quốc, hai bên đang đối đầu với nhau. Có vẻ như Diệp Phục Thiên vẫn chưa biết về việc hoang thần bị giết, dù sao trước mắt cũng chỉ có Ngô Bình và Nguyệt thần biết việc này. Anh vẫn luôn bất mãn với tên Diệp Phục Thiên này, trước đây anh không thể đánh bại hắn ta, nhưng sau đó khi anh đánh thắng thì hắn ta lại chạy trốn đến thần tộc. Hiện tại nếu hắn ta đã lộ diện, Ngô Bình đương nhiên sẽ không buông tha hắn ta. Anh lập tức đến chiến trường và đáp xuống trước mặt hai đội quân. Đối diện là một nhóm dực tộc, hình người có cánh chim và mũi giống mỏ chim. Sức chiến đấu của dực tộc rất mạnh mẽ, tốc độ bay rất nhanh, họ là những người lính tỉnh nhuệ trong số các dị tộc. Lúc này, Diệp Phục Thiên đang cưỡi một con sư ưng khổng lồ, trông giống như một con sư tử nhưng có đôi cánh khổng lồ, là một loài thú dữ. Khi Ngô Bình nhìn thấy con sư ưng, anh lập tức cảm thấy hơi thích nó và cảm thấy nếu bắt nó làm vật cưỡi thì sẽ rất oai phong. Diệp Phục Thiên cũng nhìn thấy Ngô Bình, tuy rằng không quen biết, nhưng hai người đều biết nhau. Đặc biệt, Ngô Bình còn là một nhân vật nổi bật ở Tử Thanh Thánh Quốc. Diệp Phục Thiên, hiện tại ngươi còn có cơ hội rút lui. Ngô Bình thẳng thắn nói, nếu không, ta khó có thể bảo đảm không đánh chết ngươi. Diệp Phục Thiên cười lạnh, Lý Huyền Bắc, ngươi cho rằng ngươi thăng lên Thánh Hoàng là có thể đánh bại ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta cũng đã thăng lên Thần Vương. Thần Vương cũng là một cảnh giới gần giống như Thánh Hoàng sơ kỳ của nhân tộc. Nếu thần vương có thể sống sót sau ba thần kiếp lớn thì có thể được gọi là cổ thần. Ngô Bình cười lạnh, ta còn tưởng có gì đặc biệt lắm, thì ra chỉ là một tên, thần vương mà thôi, vậy mà dám khoe khoang trước mặt ta, thật sự là buồn cười. Diệp Phục Thiên tức chắc chắn sẽ giết ngươi, vậy hãy đánh một trận với bản thần vương đi. Ta đến đây, Ngô Bình bay lên không trung, trong tay cầm bạch hổ tiên kiếm, chém một kiếm về phía hắn ta. Kiếm vừa ra, kiếm quang tụ tập khắp bầu trời. Ngưng tụ thành một con kiếm long khổng lồ, lao về phía Diệp Phục Thiên. Diệp Phục Thiên hừ lạnh, cũng lao lên không trung, mỗi tay cầm một cây đao ngắn, hai cây đao đan chéo nhau và chém thật mạnh. Một tia ánh đao bay ra với khí thế đáng kinh ngạc, nhưng nó đã sụp đổ ngay khi tiếp xúc với kiếm long quét tới và nuốt chửng Diệp Phục Thiên. Kiếm long trong cơ thể của Diệp Phục Thiên bị cắt bởi hàng tỷ kiếm quang, ánh sáng thần thánh bảo vệ cơ thể của hắn ta lúc đầu vẫn có thể phòng ngự. Nhưng chưa đầy một phút, hắn ta đã không thể chịu đựng được nữa. Da thịt bị xé nát, máu thịt hóa thành sương mùi.
Lý Huyền Bắc, đừng giết ta. Hắn ta hét lên. Ngô Bình hoàn toàn không nghe, chỉ dùng một ngón tay thì triển quyền uy cướp đoạt, lập tức rút năng lượng và sinh mệnh của thần vương ra khỏi cơ thể hắn ta, tạm thời giữ lại trong cơ thể mình. Khi có thời gian, anh sẽ dùng năng lượng này để luyện chế thần vương đan. Một thần vương chắc chắn sẽ đủ cho một lò đan dược. Diệp Phục Thiên không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ chết trong tay Ngô Bình. Sau khi Diệp Phục Thiên bị giết, đội quân dực tộc như rắn mất đầu, mấy người cầm đầu nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ngô Bình trầm giọng nói, Diệp Phục Thiên đã chết, từ nay về sau, dực tộc sẽ là bộ tộc lệ thuộc của Tử Thanh Thánh Quốc chúng ta. Nếu có kẻ không phục, giết, nếu tất cả các ngươi đều không phục thì sẽ bị tiêu diệt toàn tộc. Thân là Thánh Hoàng, Ngô Bình không hề nói một cách tùy tiện, nếu anh nói muốn diệt tộc thì thật sự sẽ diệt tộc. Dực tộc này lập tức hoảng sợ, lần lượt quỳ xuống, chúng ta sẵn sàng đầu hàng và trở thành bộ tộc lệ thuộc của Tử Thanh Thánh Quốc. Sau đó Ngô Bình ngay lập tức thông báo cho Tử Thanh Thánh Hoàng, người này đã cử sứ thần tới ở lại dực tộc. Từ giờ trở đi, dực tộc không chỉ phải nộp thuế cho Tử Thanh Thánh Quốc mà hàng năm còn phải cung cấp một số binh lính và đặc sản, v.v. Dực tộc đầu hàng, hai dị tộc khác đột nhiên cảm thấy không ổn. Hơn nữa, ngay sau đó, họ cũng biết được tin Hoang Thần đã chết, nên mỗi người đều cử sứ thần đến bày tỏ thiện chí với Thiên Nguyệt Thần Quốc và Tử Thanh Thánh Quốc. Ngô Bình rất trực tiếp. Yêu cầu hai dị tộc đầu hàng, trở thành bộ tộc lệ thuộc giống như dực tộc, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả. Khi nhân tộc ở thời kỳ đỉnh cao, không chỉ có hai thánh hoàng, mà Đông Huyền Thánh Hoàng còn là phu quân của Nguyệt Thần. Chưa kể đến các thánh vương, hiện tại đã có hơn 10 thánh vương canh giữ các nơi khác nhau. Có thể nói, nhân tộc của hiện tại, ai chọc phải thì sẽ chết. Sau khi cân nhắc, hai dị tộc đã quyết định đầu hàng Tử Thanh Thánh Quốc. Nhờ đó, diện tích của Tử Thanh Thánh Quốc đã được mở rộng rất nhiều. Thiên Nguyệt Thần Quốc vốn cũng phải trở thành quốc gia lệ thuộc, nhưng bởi vì Ngô Bình, Tử Thanh Thánh Quốc cũng sẽ không đụng tới nó. Ra ngoài nửa ngày, Ngô Bình trở lại Tử Kinh chăm sóc con trai. Cậu bé rất thông minh, sau khi sinh ra không lâu đã biết chạy nhảy khắp nơi và trong miệng cũng bắt đầu chậm rãi học nói. Chỉ trong 3 ngày, Lý Tôn cũng đã có thể nói được nhiều từ ngữ phức tạp. Sau 7 ngày, cậu bé đã bắt đầu viết chữ. Sau nửa tháng thì bắt đầu đọc sách và tập viết, sau một tháng đã có thể tự viết thơ và vẽ tranh. Hơn nữa, cậu bé cũng lớn rất nhanh, chỉ sau một tháng nữa đã lớn gần như một đứa trẻ 2 tuổi. Cậu bé rất thông minh, Ngô Bình cũng rất yêu quý cậu, muốn gì cũng cho. Hôm nay, Lý Tôn đột nhiên chỉ vào mặt trăng và hỏi, Phụ Hoàng, con có thể đi lên mặt trăng chơi không? Nếu đây là một người cha bình thường, chắc chắn sẽ phải nói không, nhưng Ngô Bình nghĩ một lát rồi nói, thử xem. Thế là anh bế con trai lên và bay đến Nguyệt Cung. Trước Nguyệt Cung, mấy vị thần phó đang ngồi ở đó, một tia sáng rơi xuống, chính là hai cha con Ngô Bình. Thần phó cung kính nói, Nguyệt quân Ngô Bình gật đầu hỏi, Nguyệt thần có ở đây không? Một người thần phó N thần, Nguyệt thần đang tiếp đón bạn tốt của mình là Hoa Ngô Bình ừ một tiếng rồi đi thẳng vào. Nguyệt Cung khá rộng lớn, đi một lúc lâu anh mới đến được nơi của Nguyệt thần, Bách Hoa Dục Hải. Không ngoa khi nói rằng đây là dục hải, nơi để tắm rửa này rất rộng lớn, nhìn thoáng qua là không thể thấy được điểm cuối. Lúc này, Nguyệt thần đang tắm lộ thiên ở dục hải cùng với một nữ thần xinh đẹp khác. Nguyệt thần nhìn thấy Ngô Bình, trong lòng anh còn ôm một cậu bé, cô ta cười nói, phu quân, sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Ngô Bình, con trai ta muốn lên mặt trăng xem thử, ta mang nó qua đây gặp ngươi, tôn nhi, gọi gì Nguyệt đi. Nguyệt thần cũng là nữ thần sắp làm mẹ. Nhìn thấy đứa trẻ cũng rất thích, vội vàng vẫy tay, em bé dễ thương quá, lại đây tắm chung đi. Hoa thần ở bên cạnh đỏ mặt, trốn ở sau lưng Nguyệt thần, nói, tỷ tỷ, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Nguyệt thần nói, hoa thần muội muội, ngươi xấu hổ làm gì, không phải trước đó ngươi nói muốn cùng ta gả cho một phu quân sao? Hiện tại hắn đến, ngươi lại xấu hổ. Mặt hoa thần càng đỏ hơn, cô ta đột nhiên lặn xuống nước, sau đó không xuất hiện nữa. Không biết là đã trốn đi rồi hay đã rời khỏi đó. Ngô Bình khó hiểu, nói, thê tử Nguyệt thần, ý của ngươi là gì, đột nhiên lại tìm cho ta một tiểu thê tử. Nguyệt thần cười nói, hoa thần muội muội của ta cũng không phải là cổ thần bình thường, ngươi muốn cưới nàng ấy chưa chắc đồng ý đâu. Vừa nói, cô ta vừa ôm Lý Tôn vào lòng, cười nói, ồ, thể chất của bảo bối thực sự rất tốt. Ngô Bình, đương nhiên rồi, phụ mẫu đều là thánh hoàng. Còn kế thừa nhân tộc cấm kỵ của A. Nguyệt thần lập tức cảm thấy rất mong chờ,
bảo bối của chúng ta cũng sẽ rất xuất sắc. Ngô Bình liếc nhìn bụng cô ta, hỏi, khi nào sinh? Nguyệt thần, dù thế nào đi nữa cũng phải mất 3 năm. Ngô Bình trợn mắt, lâu như vậy. Lúc này, Lý Tôn đột nhiên hỏi, Phụ Hoàng, tại sao dì Nguyệt lại đẹp như vậy? Ngô Bình chớp chớp mắt, nữ thần thì sao có thể không xinh đẹp được? Nguyệt thần cười hi hi, từ nhỏ đã biết nói ngọt, lớn lên nhất định sẽ có triển vọng hơn cha ngươi. Hai lớn và một nhỏ ngâm mình trong biển một lúc, sau đó Nguyệt thần thay quần áo và đưa em bé chơi đùa khắp nơi trong Nguyệt cung. Khi đến đại điện, Ngô Bình mới lại nhìn thấy Hoa thần, cô ta đã thay quần áo, vẻ đẹp của cô ta không thua kém gì Nguyệt thần, nhưng lại có một sức hút khác. Hoa thần có khuôn mặt hình trái xoan, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, cô ta dịu dàng cúi chào Ngô Bình, Thánh Hoàng, ta đã nghe tỷ tỷ nhắc đến ngài từ lâu rồi, ta rất vinh dự khi được gặp ngài ngày hôm nay. Ngô Bình gật đầu, chào Hoa thần. Hoa thần nói, ta nghe tỷ tỷ nói rằng Thánh Hoàng am hiểu luyện đan, không biết ngài có thể giúp đỡ tiểu muội đây được không? Nguyệt thần cười, bây giờ đã tự xưng là tiểu muội rồi à, phu quân, ngươi đừng khách sáo nữa, về sau cứ gọi muội ấy là Hoa thần muội muội đi. Ngô Bình trừng mắt nhìn cô ta, sau đó gật đầu với Hoa thần, mời nói. Hoa thần, mỗi năm ta đều thu thập bách hoa chỉ tinh, tích lũy từng chút một, bây giờ số lượng rất đáng kể, bách hoa chỉ tinh này có thể giúp ta tu luyện. Nhưng ta luôn cảm thấy nó còn có nhiều công dụng hơn. Thánh Hoàng là cao thủ luyện đan, không biết có thể luyện chế bách hoa chỉ tinh thành đan dược được không? Ngô Bình, ta có thể xem thử bách hoa chỉ tinh là cái gì được không? Hoa thần lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra liền có một mùi thơm phức tạp. Ngô Bình nhìn qua thì thấy trong bình chứa phấn hoa, bên trong có dược tính thần kỳ, thậm chí còn thần kỳ hơn cả dược liệu kỳ nguyên mà anh từng gặp. Anh lộ vẻ xúc động hỏi, người thu thập bách hoa chỉ tinh này ở đâu vậy? Hoa thần mỉm cười nói, trên thế giới này có một số loài thực vật đã sống hơn một kỷ nguyên, trong đó có một số thuộc về chúng, còn một số khác đến từ một số loài hoa lạ. Ngô Bình, ta có thể thử xem, trộn lẫn những loại phấn hoa này lại với nhau, sẽ có được một loại dược tính kỳ lạ. Vì vậy, anh đã nhờ Nguyệt thần và Hoa thần chăm sóc cho Lý Tôn, còn anh thì nghĩ cách luyện chế bách hoa chỉ tinh thành đan dược. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã chọn ra 25 loại dược liệu. Sau đó luyện chế ra lọ đan dược đầu tiên dựa trên bách hoa chỉ tinh. Đây là lọ đan dược thượng phẩm, đại khái là đan dược cấp 22, nhưng Ngô Bình lại không hài lòng. Anh lại thay đổi một số loại dược liệu và tiếp tục luyện chế. Trong lọ thứ hai, đan dược đã trở thành thượng phẩm, đan dược cấp 24. Anh nuốt viên đan dược vào và cảm nhận tác dụng của nó, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh vượt kỷ nguyên đang vận hành trong cơ thể mình. Ánh mắt anh sáng lên và tiếp tục cải tiến. Lần này, anh thêm vào máu của huyết ma và quả trường sinh. Lúc này, độ khó khi luyện chế tăng lên mấy lần, miễn cưỡng đạt đến thượng phẩm, hơn nữa một lò chỉ luyện được 2 viên. Tuy nhiên, trong 2 viên đan dược này thì một viên là cấp 25, viên còn lại là cấp 26. Lý do là khi đan dược được chia ra, năng lượng kỳ lạ kia không thể được phân bố đồng đều, kẻ mạnh luôn trở nên mạnh hơn, dẫn đến hai loại đan dược được chia thành âm và dương, một viên đan đực và một viên đan cái. Trong đó, đan đực là đan dược cấp 27 với dược tính mạnh mẽ hơn, đan cái là đan dược cấp 25 với dược tính nhẹ nhàng hơn, đan đực thích hợp cho nam tu, đan cái thích hợp cho nữ tu. Hãy đặt tên nó là Bách Hoa Thần Đan đi, anh tự nhủ, sau đó, anh đưa đan dược cho Nguyệt Thần và Hoa Thần xem, hai người lần lượt nuốt một viên đan cái, sức mạnh bí ẩn khiến ánh mắt của hai cô gái sáng lên, lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Một lúc sau, Nguyệt Thần mỉm cười nói. Thật là một loại đan dược kỳ diệu, nó sẽ giúp ta hiểu được sức mạnh vượt qua kỷ nguyên. Hoa thần rất vui mừng, cười nói, đúng là rất mạnh mẽ, ngài lấy hết số bách hoa chỉ tinh này đi, ta chỉ cần 10 viên đan dược thôi. Ngô Bình nhìn thoáng qua, thấy có rất nhiều bách hoa chỉ tinh, ít nhất có thể luyện chế ra 20 mấy lọ, cười nói, ta cho ngươi 20 viên, cho thê tử Nguyệt thần 10 viên. Hoa thần vui mừng khôn xiết, cảm ơn Thánh Hoàng. Ngô Bình, không có gì. Ngươi là tỷ muội của Nguyệt thần, có thể gọi ta là Huyền Bắc. Hoa thần khế gật đầu, Huyền Bắc quân, Nguyệt thần, ngươi cũng đã tới rồi, hay là luyện mấy lò hoang thần đan đi. Ngô Bình sẵn sàng đồng ý và bắt đầu đốt lò luyện chế. Hiện tại anh đã có bách hoa chỉ tinh trong tay, việc luyện chế hoang thần đan càng thuận lợi hơn. Lò hoang thần đan đầu tiên đã đạt đến thượng phẩm, Ngô Bình nuốt một viên, đúng là cảm nhận được luồng sức mạnh của hoang thần đan chuyển động trong cơ thể mình.
Sức mạnh của hoang thần này còn được pha trộn với một ít sức mạnh của bách hoa chỉ tinh và sức mạnh của quả trường sinh. Sự kết hợp của mấy loại sức mạnh cũng có tác dụng rèn luyện và cải thiện cơ thể. Không tệ, hoang thần đan này có thể bồi dưỡng một số lượng cao thủ cấp thiên tài. Anh rất hài lòng với điều này. Nguyệt thần cũng thử đan dược, cũng rất hài lòng nói, thứ này nếu ở thần tộc cũng sẽ bị tranh giành. Thời gian ở Nguyệt cung không hề ngắn, Ngô Bình biết Tử Thanh nhất định đang nóng lòng nên định rời đi. Nguyệt thần, phu quân, hiện tại thần tộc đang tiếp xúc với mấy vị bá chủ kỷ nguyên, hai bên đều muốn hợp tác. Trong lòng Ngô Bình chợt lóe lên, hợp tác cái gì? Nguyệt thần nhìn anh, việc hợp tác lần này có thể gây bất lợi cho nhân tộc, nhưng ta cũng là thần tộc, cùng lắm ta sẽ giữ thái độ trung lập, không giúp được gì cho ngươi. Ngô Bình cau mày nói, đối phương có lai lịch gì? Nguyệt thần, những bá chủ hiện đang tiếp xúc, một vị là hư không chi chủ đã thống trị ba kỷ nguyên. Vị kia là hỏa diễm chi chủ thống trị hai kỷ nguyên. Hai vị này đều không phải là thực thể, vì bị kỷ nguyên đàn áp, nếu họ muốn quá độ sức mạnh thì cần có con người làm vật dẫn. Ngô Bình, tại sao lại là nhân tộc? Nguyệt thần, tuy thể chất của nhân tộc không bằng thần tộc, nhưng có tiềm năng phát triển cực lớn và rất phù hợp với sức mạnh của các sinh mệnh cao cấp. Ngô Bình, cho nên, trên thực tế hư không chi chủ và hỏa diễm chi chủ đều không thể đưa toàn bộ sức mạnh của mình đến, mà chỉ có thể quá độ một phần nhờ vào sức mạnh của con người. Nguyệt thần biết Ngô Bình đang nghĩ gì, liền nói, cho dù chỉ là một phần sức mạnh, nhưng cũng rất mạnh. Nếu muốn chiến đấu với bọn họ, tốt nhất người phải có tu vi tê thiên cảnh. Ngô Bình mỉm cười hôn lên mặt cô ta một cái, cảm ơn thê tử Nguyệt thần, ta về trước đây. Nguyệt thần mỉm cười nói, có rảnh thì thường xuyên tới gặp ta. Ngô Bình đưa Lý Tôn trở lại Tử Kinh, Tử Thanh thực sự nhớ con trai của mình. Ngay khi vừa gặp mặt cô ta đã ôm Lý Tôn vào lòng, kêu bảo bối, bé yêu một lúc. Ngô Bình, thần tộc cấu kết với hư không chi chủ và hỏa diễm chi chủ, muốn lợi dụng sức mạnh của nhân tộc để hai vị này quá độ sức mạnh cường giả kỷ nguyên. Tử Thanh cười lạnh, thần tộc thật sự muốn ra tay. Hiện tại nhân tộc có hai vị thánh hoàng, bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Ngô Bình, chúng ta phải làm thế nào? Tử Thanh, đừng lo lắng, nhân tộc chúng ta cũng có cường giả kỷ nguyên. Hư không chỉ chủ và hỏa diễm chi chủ xuất hiện, các cường giả của nhân tộc cũng sắp tới. Nhân tộc có thể tạo ra thành tựu trong vài kỷ nguyên này khẳng định cũng không yếu. Ngô Bình gật đầu, mấy ngày nay, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một ít thánh vương đan và hoang thần đan, để huấn luyện một số cao thủ cho nhân tộc. Sau đó, anh đưa cho Tử Thanh một viên đan cái của bách hoa thần đan để cô ta dùng. Sau khi giao con trai cho Tử Thanh, Ngô Bình luyện chế thêm một ít đan dược cho vợ con dùng, sau đó đi tới ải thứ 10 hêu. A Bạch nói, công tử, cuối cùng ngài cũng muốn vượt qua ải thứ 12 sao? Ngô Bình cười nói, ta đã là thánh hoàng cảnh, ta nghĩ có thể thử một lần. A Bạch, công tử, ải thứ 12 rất quan trọng, lợi ích thì nhiều, nhưng rủi ro cũng rất cao. Ngô Bình, cũng đã tới đây rồi, bắt đầu đi. Giây tiếp theo, anh xuất hiện trong một cung điện khổng lồ. Cao tới 10 vạn dược, xung quanh rất rộng lớn, trên mặt đất trải đầy những phiến đá khổng lồ khắc phù văn, cách 100 trượng lại có một cây cột to lớn chọc trời. Đối diện là một mảng ánh sáng sương mù, một nam tu khoảng 30 tuổi bước ra từ trong đó, mỉm cười nói, cuối cùng cũng có người tiến vào ải cuối cùng. Ngô Bình tò mò nhìn người này, hỏi, ngươi là ai? Nam tu nói, đây là thời điểm trước khi ta trở thành thiên đế. Ngô Bình cực kỳ kinh ngạc, ngài chính là thiên đế. Thiên đế cười nói, những gì ngươi nhìn thấy không phải là dung mạo thật của ta, nhưng điều đó không quan trọng. Ta và ngươi bây giờ có tu vi ngang nhau, ngươi phải đánh bại ta mới đạt được sự công nhận của ta và trở thành người kế vị của thiên đế. Ngô Bình trợn to mắt, ngài muốn ta tiếp quản quyền uy của thiên đế sao? Thiên đế gật đầu, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đánh bại ta. Ngô Bình, ngài không phải là nhân tộc đúng không? Thiên đế, ta có huyết mạch của con người. Cũng có huyết mạch của sinh linh hỗn độn và thần tộc, những thứ này đều không quan trọng. Ngô Bình suy nghĩ một chút, hỏi, rốt cuộc thiên đế có thân phận gì? Thiên đế, thống trị các giới, duy trì vạn vật cân bằng, chế ước và cân bằng những cường giả kỷ nguyên, giúp cho hầu hết chủng tộc có cơ hội tồn tại và phát triển. Ngô Bình, thiên đế, nghe nói ngài đã trở thành một phần của đại đạo. Thiên đế, năm đó, ta và một cường giả kỷ nguyên là hắc ám chỉ chủ cùng chết. Sức mạnh của chúng ta va chạm và bị tiêu diệt, nhưng ý chí của ta lại hòa vào thiên đạo, trở thành một bộ phận trong đó. Ngô Bình,
Thiên đế còn không thể đánh bại cường giả kỷ nguyên được sao? Thiên đế, hắc ám chi chủ là cường giả kỷ nguyên cấp 8, lúc đó ta chỉ tu luyện đến đế cảnh cấp 3, nếu như có tu vi cấp 4 thì có thể giết chết nó. Ngô Bình, thiên đế phải gánh vác trách nhiệm to lớn như vậy nên cũng phải có được sức mạnh to lớn. Thiên đế, đúng vậy, trở thành thiên đế, ngươi có thể được sức mạnh thiên đạo ở kỷ nguyên này giúp đỡ. Cho dù ngươi chỉ có tu vi tê thiên cảnh cũng có thể giết chết cường giả kỷ nguyên. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên, thì ra là như vậy. Thiên đế, tuy nhiên, muốn trở thành thiên đế phải trải qua rất nhiều gian khổ. Ngô Bình, cái này bình thường. Anh chắp tay nói, thiên đế, mời. Thiên đế khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đấm một quyền, một luồng gió đến gần, ngực Ngô Bình đột nhiên lún xuống, xuất hiện một vết lõm thật sâu. Ngô Bình rên rỉ, phun ra một ngụm máu. Anh lau máu trên khóe miệng, nói, đúng là thiên đế, sức mạnh của trời đất đều có thể để cho ngài sử dụng. Thiên đế xòe lòng bàn tay phải ra, sau đó năm ngón tay nhéo lại, một bàn tay to lớn có ánh sáng màu vàng xuất hiện trên đầu Ngô Bình, chộp về phía anh. Nếu để bị bắt lấy, anh nhất định sẽ bị gãy xương đứt gân. Anh lập tức rời khỏi nơi đó, đồng thời sử dụng quyền uy suy yếu của mình, hơi thở của thiên đế lập tức bị suy yếu. Đồng thời anh cũng đấm ra một quyền, hàng. Trăm cái bóng của năm đấm xuất hiện, đánh về phía thiên đế từ các hướng. Thiên đế không thể né tránh, dùng tay tạo ấn và tạo thành 64 mai rùa quanh người để bao vây bảo vệ hắn ta. Bùm bùm bùm. Sau một loạt tiếng trầm vang, mai rùa vỡ tan, bóng dáng của Ngô Bình cũng xuất hiện ở bên cạnh thiên đế, giơ nắm đấm lên tấn công. Bùm bùm bùm. Hai người đấm đá, đánh đến không thể tách rời. Võ đạo của Ngô Bình không hề yếu, lại thông thạo kiếm đạo. Nhưng thiên đế cũng không hề yếu, quyền pháp lại siêu phàm, nhất thời khó có thể quyết định được người thắng. Trong lúc nhất thời, Ngô Bình đột nhiên dậm chân, vô số bóng dáng của anh xuất hiện xung quanh, những cái bóng này lập tức dung nhập vào cơ thể anh tung ra một đòn cực kỳ uy lực. Bùm! Thiên đế bị một cú đấm đánh bay, trên ngực xuất hiện một lỗ lớn. Hắn ta nở nụ cười và nói, chiêu này rất tốt, ngươi thắng. Những gì Ngô Bình sử dụng là một phương pháp cấm kỵ cho phép anh giấu sức mạnh của mình trong hư không và tập hợp tất cả lại vào thời điểm cuối cùng, từ đó bộc phát lực sức sát thương gấp 10 lần. Sau khi đánh bại thiên đế, hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi, vô số bong bóng phát sáng xuất hiện, đây đều là những bảo vật mà thiên đế để lại. Cùng lúc đó, A Bạch cũng xuất hiện, hắn ta nói, chúc mừng công tử đã vượt qua ải thứ 12. Hiện tại, ngài có thể có được tất cả bảo vật của thiên đế. Sau đó thì sao? Ngô Bình hỏi, làm thế nào để trở thành thiên đế? A Bạch, tiếp theo, công tử sẽ ký kết khế ước với thiên đạo của kỷ nguyên này, sau này ngài sẽ hỗ trợ thiên đạo hoàn thành một số nhiệm vụ nguy hiểm. Khi hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ thì có thể trở thành thiên đế thực thụ, thiên đế thực thụ có thể đạt được 3 phần sức mạnh của thiên đạo để hoàn thành nhiệm vụ càng nguy hiểm hơn. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ tối thượng, công tử sẽ là thiên đế chân chính. Đến lúc đó, ngài sẽ có được toàn bộ sức mạnh của thiên đạo. Ngô Bình đột nhiên hỏi, A Bạch, thiên đế cũng có thể sống tới kỷ nguyên tiếp theo sao? A Bạch nói, đúng vậy, thiên đế có thể đạt được một ít vị trí để tiến vào kỷ nguyên tiếp theo, tuy nhiên, sau khi tiến vào kỷ nguyên mới, thiên đế sẽ mất đi toàn bộ tu vi, cần phải tu luyện lại lần nữa. Về phần có thể trở thành thiên đế ở kỷ nguyên mới hay không thì phải nhờ vào may mắn. Ngô Bình gật đầu. Chỉ cần còn giữ được trí nhớ thì tu luyện không thành vấn đề. Sau đó anh liếc mắt nhìn qua và vung tay lên, tất cả bảo vật đều bay vào túi anh, bao gồm một số lượng lớn bảo vật quý hiếm như bùa chú, dược liệu, vũ khí, pháp bảo, pháp chỉ, đan dược các loại, nhiều vô kể. A Bạch, công tử, ải thứ 12 đã kết thúc, nên lập khế ước. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sét đánh vào Ngô Bình, đánh thẳng vào giữa hai lông mày của anh, để lại một dấu ấn hình tia chớp. Sau đó, trong cơ thể anh xuất hiện một không gian bí ẩn, giọng nói của A Bạch từ trong không gian truyền đến. Công tử, từ nay A Bạch sẽ tiếp tục phục vụ ngài. Ngô Bình cười nói, thì ra ngươi chính là thiên đạo. A Bạch, cũng không phải, ta chỉ là một tia ý chí được thiên đạo tạo ra mà thôi. Sau đó Ngô Bình rời ải thứ 12 và trở về Tử Kinh. A Bạch, ngươi có nhiệm vụ giao cho ta làm không? A Bạch, vẫn chưa đến lúc, công tử đừng sốt ruột. Ngô Bình, được rồi. Sau khi ra ngoài, anh đã tận tâm hướng dẫn Diệp Băng Hy, Đào Như Tuyết, Nguyệt Vũ và Đường Băng Vân tu hành, không lâu sau đó, anh đã giúp 4 người phụ nữ tiến tới Đại Thánh Cảnh. Bách Hoa Thần Đan đóng một vai trò to lớn giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy.
Đồng thời, anh chăm chỉ luyện chế hoang thần đan và phân phối đan dược này cho Lý Dật và những người khác, để họ đào tạo những cao thủ đáng tin cậy. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, anh đã luyện chế ra hơn 3.000 viên hoang thần đan, trong đó có hơn 1.000 viên giao cho Nguyệt Thần. Bách Hoa Thần Đan cũng đã được luyện chế xong, sau khi anh liên tục dùng 10 viên đan được thì mơ hồ có cảm giác đột phá. Trong cơ thể, nguyên mẫu của tầng hoàng cấm thứ 2 xuất hiện. Qua 7 ngày sau, hoàng cấm thứ 2 trong cơ thể Ngô Bình chính thức hình thành, đồng thời, hoàng cấm thứ 3 cũng bắt đầu xuất hiện. Thánh hoàng có 3 tầng cảnh giới, mỗi tầng cảnh giới lại có 3 tầng hoàng. Cấm, tốc độ tu luyện của Ngô Bình cực kỳ nhanh, bây giờ mới không bao lâu đã có được hoàng cấm thứ 3. Sau đó, tầng hoàng cấm thứ nhất của anh đã trực tiếp dung nhập vào tầng cấm thứ 12, khiến tầng cấm thứ 12 càng trở nên mạnh mẽ hơn và cũng có tác dụng của hoàng cấm. Ngay sau đó, hoàng cấm thứ 2 cũng dung nhập vào tầng cấm thứ 13. Ngày hôm nay, Ngô Bình vừa mới tu luyện xong, trong lòng vừa cảm ứng, liền đi tới phòng khách. Sau đó anh nhìn thấy Thanh Ngưu. Lần trước gặp mặt, cảnh giới của Thanh Ngưu vẫn ở mức bình thường. Bây giờ gặp lại, hắn ta đã có hơi thở của một cường giả hỗn độn cấp 7, thực lực cũng không thua kém gì Thánh Vương. Đôi mắt Thanh Ngưu sáng lên, cung kính nói, tham kiến Thánh Hoàng. Ngô Bình cười nói, Thanh Ngưu, cuối cùng ngươi cũng tới gặp ta. Không tệ, ngươi cũng đột phá. Thanh Ngưu nói, nhờ phúc của Thánh Hoàng. Thanh Ngưu sẵn lòng đi theo bên cạnh Thánh Hoàng. Ngô Bình gật đầu, được, ở chỗ ta còn có mấy viên đan dược, chắc là sẽ có ích cho ngươi. Anh đưa cho Thanh Ngưu một ít hoang thần đan. Thanh Ngưu cảm ơn, sau đó lấy ra một viên nội đan chín màu, bên trong nội đan này tỏa ra hơi thở của Thánh Hoàng, chắc chắn không thua kém gì Tử Thanh Thánh Hoàng, nó chứa đựng 4 tầng hoàng cấm. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, đây có phải là yêu đạo hoàng cấm không? Thanh Ngưu, chủ nhân, đây là nội đan do tổ tiên của ta để lại, bên ngoài nó có lớp phong ấn, ta không thể luyện chế được. Ngô Bình cầm lấy nội đan xem thử rồi cười nói, có vẻ như tổ tiên của ngươi đã phong ấn toàn bộ pháp lực trong đó, có nó, ngươi sẽ lập tức có được sức chiến đấu ngang bằng với tổ tiên của mình. Thanh Ngưu hỏi, chủ nhân là Thánh Hoàng, có thể phá phong ấn. Ngô Bình gật đầu, anh dùng sức mạnh của Thánh Hoàng đánh vào, trên bề mặt của nội đan đốt cháy một ngọn lửa màu tím. Sau khi ngọn lửa tắt, nội đan biến thành luồng ánh sáng chín màu, ngưng tụ thành một con trâu thần màu xanh lục, gầm vang lên trời. Ngô Bình tóm lấy con trâu xanh và đánh nó vào đầu Thanh Ngưu. Đột nhiên, hơi thở của Thanh Ngưu lập tức dâng trào, hoàng cấm dần dần ngưng tụ trong cơ thể, một tầng, hai tầng, cho đến khi có được 4 tầng hoàng cấm. Hắn ta hiện ra thân thể thật là một con trâu đực màu xanh có hơi thở đáng sợ. Trên sừng của nó có những chữ phù văn cấm kỳ hiện lên, chỉ với một đòn là có thể giết chết thượng thần. Ngay cả thần vương cũng phải tránh xa. Thanh Ngưu vui mừng khôn xiết, cảm ơn chủ nhân, ta đã kế thừa sức mạnh của tổ tiên. Ngô Bình cười ha ha, tốt lắm, bên cạnh ta lại có một vị đại tướng nữa. Sau đó, anh cưỡi lên con trâu xanh, người và trâu đi tuần tra biên đến biên giới phía đông của quốc gia, anh nhìn thấy rừng núi vô tận, núi lớn nối liền không dứt. Thỉnh thoảng, trong núi có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, hổ gầm. Thanh Ngưu nói, chủ nhân, trong dãy núi này ẩn chứa rất nhiều dược liệu quý hiếm. Thời trẻ ta từng vào trong núi tìm dược liệu, nhưng gặp phải mấy loại thú dữ mạnh mẽ, suýt chút nữa đã không ra ngoài được. Ngô Bình, ồ, người cũng là huyết mạch của Thánh Hoàng, lại bị một con thú dữ đánh chạy, xem ra những thứ đó thực sự rất hung ác. Anh chỉ về phía khu rừng, đi, chúng ta đi vào trong núi xem thử. Ngô Bình đi xuyên qua một đoạn núi rừng, phát hiện ra cách đó mấy chục dặm có một cây dược liệu, anh lập tức đi đến chỗ cây dược liệu đó, đó là một tảng đá rất lớn. Phía dưới tảng đá mọc lên một cây dược liệu ít nhất là cấp 19. Ngay khi anh vừa đến gần tảng đá lớn, một con rắn dài nửa thước từ bên cạnh lao ra, con rắn này có màu xanh lam, nó lao nhanh như chớp tới chỗ Ngô Bình, sau đó há miệng định nuốt chửng Ngô Bình. Rõ ràng một con rắn dài nửa thước thì rất khó có thể nuốt chửng được một người trưởng thành. Tuy nhiên, con rắn này rất khác thường, khi nó mở miệng, cái miệng lập tức biến thành một bồn máu có đường kính 3 mét, có thể nuốt chửng một con trâu. Ngay khi con rắn chuẩn bị cắn anh, Thanh Ngưu đã ra tay, hắn ta dùng đầu húc bay con rắn màu xanh, sau đó biến thành cơ thể con người và lao tới tấn công với hai thanh đao chặt đầu lớn. Có thể bảo vệ dược liệu cấp 19, con rắn này rõ ràng là không tầm thường, nó đột nhiên biến thành một con rắn khổng lồ dài trăm trượng và chiến đấu với Thanh Ngưu. Thực lực của Thanh Ngưu tương đương với Thánh Hoàng cấp 2, dễ dàng chiếm ưu thế.
Một lúc sau, hắn ta quay lại và mang theo một cái đầu rắn khổng lồ, con rắn vẫn còn sống và liên tục há miệng cắn người. Ngô Bình lập tức sử dụng quyền uy cướp đoạt, trực tiếp cướp đi sự sống và sức mạnh của con rắn khổng lồ. Thanh Như nói, chủ nhân, đây là con rắn xanh khổng lồ, nó thích biến thành một con rắn nhỏ, giả heo ăn thịt hổ. Nếu không phải ta đã lên cấp thì thực sự không thể đánh bại nó được. Ngô Bình gật đầu, đi đến chỗ cây dược liệu kia, chỉ thấy cây dược liệu cao khoảng nửa thước, mọc ra 12 chiếc lá dài và to, ở giữa nở ra một bông hoa màu đỏ, trong nhụy hoa có 3 quả có hình thù vặn vẹo như rắn, trông như mới vừa đơm hoa kết quả. Thanh Ngưu không nhận ra, hỏi, chủ nhân, đây là dược liệu gì? Ngô Bình nói, thiên xà quả, nhưng quả này còn quá nhỏ, ít nhất phải 35.000 năm nữa nó mới chín. Bởi vì còn chưa chín nên chỉ có thể coi là linh dược. Cấp 19, nếu đợi đến khi chín được 3 phần thì là linh dược cấp 20, chín 10 phần thuộc thì đó là linh dược cấp 22. Thanh Ngưu cười khổ, 3 đến 5.000 năm, vậy thì phải đợi đến ngày tháng năm nào? Ngô Bình, đương nhiên là không thể chờ được. Anh giơ tay chỉ ra, toàn bộ sinh lực từ con rắn xanh khổng lồ đều dồn vào thiên xà quả. Chỉ thấy bông hoa kia dần dần héo tàn, còn 3 quả lại lớn lên nhanh chóng. Trước đây nó chỉ to bằng hạt đậu phộng, sau đó dần dần lớn lên bằng hạt đậu tằm, cỡ quả trứng và cuối cùng to bằng nắm tay, giống như một con rắn nhỏ cuộn tròn thành một quả bóng. Lúc này, hương trái cây tỏa ra nồng nàn, hai mắt Ngô Bình sáng ngời, nói, đúng là linh dược cấp 22. Anh lập tức hái 3 quả thiên xà quả và cất giữ dược liệu trong đại thiên dược điển. Ngay khi anh vừa cất dược liệu đi, xung quanh xuất hiện vài luồng hơi thở mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi những hơi thở này tiếp xúc với Ngô Bình và Thanh Ngưu, họ lập tức rút lui, hiển nhiên, những sinh linh này cảm thấy không thể chọc tới hai người này. Bằng cách này, một người và một con bò hái thảo dược trên núi. Khu vực này rất đặc biệt, thường xuyên có thể tìm được dược liệu cấp 15 trở lên. Ngô Bình thật sự không muốn đi nơi khác, đào lấy từng dược liệu. Tuy nhiên, những dược liệu này thường được bảo vệ bởi những con thú hung ác, mặc dù những con thú dữ này không thể luyện đan. Nhưng chúng có thể nâng cao tu vi bằng cách nuốt chửng dược liệu. Mỗi lần hái một cây dược liệu Ngô Bình đều phải đánh bại một con thú dữ, giết chết mười mấy con trong một ngày. Dần dần, họ đã tiến vào sâu trong rừng. Khi mặt trời lặn, cả hai đi đến cạnh một vách đá cao vạn trượng, một phiến ngọc khổng lồ nhô ra trên vách đá trăm trượng, phía trên rất nhẵn, có gió nhẹ thổi qua. Từ đây có thể nhìn thấy khung cảnh đối diện, Ngô Bình rất thích nơi này, lập tức lấy ra một ít thịt thú bảo Thanh Ngưu đi nướng. Anh ngồi trên miếng ngọc và nghỉ ngơi. Mùi thơm của thịt nướng lan ra xa, vô số thú dữ bị mùi thơm hấp dẫn và xuất lên gần đó. Tuy nị Thanh Ngưu phóng ra một hơi thở rất mạnh mẽ, khiến những con thú dữ này không dám đến gần. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ngay lúc Ngô Bình đang chuẩn bị thưởng thức. Món thịt nướng, một người đàn ông mặc đồ trắng từ phía sau đi tới, hắn ta không khách khí ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình, nhìn chằm chằm vào món thịt nướng. Ngô Bình nhận ra người mặc áo trắng này là do một con thú hóa thân, không phải là người thật. Người đàn ông áo trắng hỏi, có thể cho ta một cái chân trước được không? Ngô Bình chặt một cái chân trước đưa cho hắn ta, người đàn ông không chút khách khí và bắt đầu ăn ngấu nghiến, chỉ trong chớp mắt đã ăn sạch. Hắn ta lau miệng nói, đúng là nhân tộc các ngươi thực sự hiểu rõ về các món ngon hơn chúng ta. Ngô Bình hỏi, không phải ngươi tới đây chỉ để ăn cái chân trước thôi đó chứ? Người đàn ông nói, Đông Huyền Thánh Hoàng, ta đã nghe danh ngài từ lâu rồi. Nhưng những dãy núi này là do mấy người chúng ta cùng nhau quản lý, chỉ trong một ngày mà ngài đã giết mấy chục đại tướng của ta. Sắc mặt Ngô Bình không thay đổi, hỏi, đó đều là thuộc hạ của ngươi à? Người đàn ông, đúng vậy, cho nên ta tới đây để hỏi Đông Huyền Thánh Hoàng, ngài muốn tiếp tục giết chóc sao? Ngô Bình cười nói, ta chỉ đang thu thập một ít dược liệu, ai biết lại gặp phải nhiều thú dữ như vậy. Lần nào cũng đều là chúng ra tay trước, ta không thể cứ để bị đánh mà không đánh lại đúng không? Người đàn ông thở dài và phất tay về phía xa, lập tức xuất hiện một số con khỉ, trên tay chúng đang cầm các loại dược liệu, bao gồm dược liệu cấp 16, dược liệu cấp 18 và dược liệu cấp 20, cộng lại cũng có ít nhất 300 cây. Đây đều là dược liệu đã trưởng thành, Đông Huyền Thánh Hoàng không cần phải tự tay hái, ta sai thuộc hạ mang tới trước mặt cho ngài, ngài có hài lòng không? Ngô Bình cảm thấy có chút khó tin, thực lực của người đàn ông trước mặt này không hề yếu, tại sao hắn ta lại khách khí như vậy? Anh chớp mắt, xưng hô như thế nào? Người đàn ông mỉm cười nói, ta là kỳ lân trong núi, tất cả loài thú trong núi đều gọi ta là Sơn Hoàng. Ngô Bình,
Sơn Hoàng cho ta nhiều dược liệu như vậy, ta phải báo đáp như thế nào? Sơn Hoàng nói, nghe nói thuật luyện đan của Đông Huyền Thánh Hoàng là thiên hạ vô song, ta muốn mời Thánh Hoàng luyện chế cho ta một loại đan dược. Ngô Bình, đan dược gì? Mặc dù yêu tộc chúng ta cũng có thể trở thành hoàng, nhưng tu vi của chúng ta thường bị mắc kẹt ở hoàng đạo sơ cảnh, gần như không thể đột phá. Ở chỗ ta có một loại đan phương cổ xưa, có nguồn gốc từ kỷ nguyên thứ 9. Nghe đồn rằng đan này có thể giúp yêu hoàng tiến xa hơn và đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nói xong, hắn ta đưa cho Ngô Bình một miếng ngọc có khắc đan phương. Ngô Bình chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đan dược là hàng thật, nhưng dược liệu dùng trong đó cực kỳ hiếm thấy, có một số loại anh thậm chí còn chưa từng gặp qua. Sơn Hoàng dường như biết anh đang suy nghĩ gì, nói, tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị xong, tổng cộng có 7 phần. Ngô Bình, đúng là khó cho ngươi có thể tìm đủ hết dược liệu. Sơn Hoàng, hơn một vạn năm trước, ta đã ở đây trồng các loại dược liệu, thực sự rất khó khăn, may mắn là cuối cùng ta cũng đã thành công. Ngô Bình kinh ngạc, thì ra tất cả dược liệu ở đây đều là do ngươi trồng. Sơn Hoàng, không có cách nào khác, có một số dược liệu quá khó tìm, ta chỉ có thể tự mình trồng ra. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta có rất nhiều hạt giống của dược liệu, nếu không cũng không thể trồng được nhiều dược liệu quý hiếm như vậy. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng với những loại đan dược như vậy, tác dụng chắc hẳn có thể trồng lên. Vậy gì, ta sẽ cho ngươi 3 viên đan dược, 1 viên đan dược, đổi lấy 1.000 cây dược liệu. Sơn Hoàng lập tức đồng ý, gật đầu nói, được. Ngô Bình lập tức lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện chế đan dược trên bệ ngọc trên vách đá. Đan dược này là đan dược cấp 26 tên là Triều Thiên Đan, nó chỉ có tác dụng đối với yêu tộc, giúp yêu tộc vượt qua một bước quan trọng. Ngô Bình vừa luyện chế đan dược vừa nói, Thanh Ngưu, đan dược này có tác dụng với tất cả yêu tộc, lát nữa ta sẽ cho ngươi 2 viên. Thanh Ngưu nói, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình đã luyện ra được ngay từ lò đan dược đầu tiên, tuy là trung thượng phẩm nhưng cũng có 2 viên. Ở lò thứ 2, anh luyện chế ra 3 viên, đan dược trở thành thượng phẩm. Sau đó, anh không luyện chế nữa mà đưa 3 viên Triều Thiên đan thượng phẩm kia cho Sơn Hoàng, hắn ta vui mừng khôn xiết và ra lệnh cho thuộc hạ mang 3.000 cây dược liệu quý hiếm đến đưa cho Ngô Bình. Sơn Hoàng nóng lòng muốn đột phá, cầm lấy đan dược liền từ biệt rời đi. Đương nhiên, Ngô Bình cũng không cần đi hái dược liệu, anh và Thanh Ngưu rời đi, trở về gần Huyền Kinh. Huyền Kinh đã đang được xây dựng. Vì Tử Thanh Thánh Hoàng cử đến số lượng lớn thợ thủ công lành nghề nên tiến độ xây dựng rất nhanh, quy mô của nó lớn gấp đôi Tử Kinh. Sau khi trở về, Ngô Bình đưa 2 viên Triều Thiên Đan còn lại cho Thanh Ngưu, sau đó anh tận dụng 5 phần dược liệu luyện chế Triều Thiên Đan còn lại, tiếp tục luyện đan. Hóa ra anh đã phát hiện ra chỉ cần thay thế 2 loại dược liệu trong Triều Thiên Đan và thêm một loại dược liệu khác vào thì có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể giúp tu sĩ nhân tộc thăng cấp. Loại đan dược này có cấp bậc cao hơn. Là đan dược cấp 27. Sau khi sử dụng, có thể giúp cường giả cấp Thánh Hoàng ngưng tụ hoàng cấm. Anh có dược liệu trong tay, lập tức bắt tay vào luyện chế. Trong lò đầu tiên, đan dược thành trung phẩm, chỉ thu được 1 viên đan dược. Anh nuốt viên đan dược này vào và cảm nhận được sự thay đổi trong tác dụng của nó. Chỉ trong chốc lát, tầng hoàng cấm thứ 3 của anh đã hoàn toàn bộc lộ ra và nhanh chóng hoàn thiện. Vì thế anh tiếp tục luyện chế lò đan dược thứ 2. Lần này đan dược đạt thượng phẩm, hơn nữa thu được 2 viên đan dược. Anh lại tiếp tục dùng thêm 2 viên đan dược thượng phẩm, khi nhìn thấy hoàng cấm thứ 3 đã hoàn thành. Sau đó, hoàng cấm thứ 3 đã dung nhập vào, tầng cấm thứ 14 của điều cấm kỳ tối cao. Có vẻ như mình có thể tấn công vào thánh hoàng cấp 2. Anh thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, anh bắt tay luyện chế lò đan dược thứ 3, lần này đan dược thành cực phẩm, đồng thời anh cũng thu được 2 viên đan dược. Đan dược cực phẩm có tác dụng mạnh hơn. Không lâu sau khi sử dụng, tầng hoàng cấm thứ 4 của anh đã bắt đầu hình thành, sau đó dưới tác dụng của đan dược cực phẩm thứ 2, nó đã trở nên hoàn thiện. Lúc này, Ngô Bình cũng giống như Tử Thanh Thánh Hoàng, cũng đã tiến vào Thánh Hoàng cấp 2. Ngay lúc anh đang nghĩ đến việc ổn định việc tu hành của mình thì giọng nói của A Bạch vang lên. Công tử, một con hoàng cấp 9 đã thức tỉnh ở 973.000 dặm về phía tây. Nhiệm vụ đầu tiên của công tử là giết chết con hoang cấp 9 này. Ngô Bình, trên đại lục thánh cổ vẫn còn có hoang sao? Con hoang bị trấn áp năm đó thuộc về cấp bậc nào? A Bạch, đó là hoang đế. Nếu hoang đế bất tử, hoang xế tiếp tục được sinh. Ra, Ngô Bình, được rồi,
vậy trước tiên hãy xử lý con hoang cấp 9 này. Anh đã từng giết chết hoang cấp 7, sức mạnh của nó tương đương với nửa chúa tể. Hoang cấp 8 còn mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với chúa tể bình thường. Về phần hoang cấp 9, đó đã ngang với cường giả thánh hoàng cấp 1. Anh sử dụng kỹ xảo của mình, không đầy nửa canh giờ, anh đã đến địa điểm mà A Bạch đã đề cập. Đây là một vùng núi hoang vắng, thảm thực vật không nhiều. Ngô Bình đáp xuống một đỉnh núi, A Bạch nói với anh rằng hoang cấp 9 đang ở gần đó. Anh sờ cầm rồi sau đó phóng ra một luồng hơi thở. Hoang nuốt chửng vạn vật, anh dùng chính mình làm mồi để nhử hoang ra ngoài. Đúng như dự đoán, một đống đá cách đó không xa đột nhiên lăn qua, một luồng năng lượng màu xanh lục bay lên trời, ngưng tụ thành một con quái vật hình người. Con quái vật này có hai chiếc sừng uốn cong, cao trăm trượng, toàn thân màu đen và có đôi mắt màu đỏ. Bàn tay của nó ta giống như một con vượn, trong tay cầm một ngọn giáo dài màu đỏ như máu. Đây là hoang cấp 9, là sinh vật mạnh mẽ cấp thánh hoàng. Thanh Ngưu muốn đi tới ra tay, nhưng Ngô Bình lại xua tay, để ta làm. Anh nhảy lên không trung và lao về phía hoang cấp 9 như một viên đạn đại bác. Ở giữa không trung, anh đưa thập đồ ra và vung đao chém mạnh. Bùm, thập đồ tỏa sáng rực rỡ, khi Ngô Bình sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, anh đã có thể phát huy được bổn phần lực sát thương của nó. Hoang cấp 9 gầm lên, cây giáo dài màu đỏ như máu đâm về phía Ngô Bình, hai bên va chạm mạnh, trời sụp đất nứt. Trong tiếng vang lớn, ngọn giáo dài màu đỏ như máu bị gãy, thập đồ đâm vào ngực hoang cấp 9. Sức mạnh đáng sợ đánh vào cơ thể hoang cấp 9, từ vết thương phát ra ánh sáng trắng. Hoang cấp 9 hét lên thảm thiết, Ngô Bình xẻ nó làm đôi, lấy ra hạch trong đầu hoang. Hạch của hoang cấp 9 khác hẳn với những gì anh từng thấy trước đó, vậy mà trong hạch của hoang lại có chứa cấm. Anh lập tức nuốt chửng hạch của hoang, không lâu sau cấm kỳ tối cao của anh đã hình thành nguyên mẫu của tầng cấm thứ 17. Có vẻ như hạch của hoang là liều thuốc bổ tuyệt vời cho những cấm kỳ. Anh hỏi A Bạch, ta nghe nói cấm kỳ có liên quan đến hoang, điều này có đúng không? A Bạch, ngược lại, hoang sinh ra từ cấm kỳ, cho nên bản thân hoang là nguồn gốc của những cấm kỳ. Một số cấm kỳ trên thế giới cũng có liên quan đến hoang. Ngô Bình gật đầu, thì ra là như vậy. Trở lại huyền kinh, Tử Thanh Thánh Hoàng phái người đưa đồ tới, đó là một thánh môn khác. Trong thời gian này, Tử Thanh Thánh Hoàng đã dùng thủ đoạn của mình để có được ba thánh môn khác. Có thể thấy rằng những thánh môn này vẫn chưa được luyện chế, trước đây nếu chủ nhân của nó muốn sử dụng thì phải dùng đến pháp trận và các nghi thức phức tạp, không giống như anh có thể sử dụng trực tiếp. Ngô Bình đã đi tìm Đào Như Tuyết và giúp cô ta luyện chế một thánh môn, bằng cách này, Đào Như Tuyết cũng có thể tùy ý ra vào thiên giới và đại lục thánh cổ. Ngoài ra, anh còn giao thánh môn thứ hai cho Lý Thái Nhất để tạo điều kiện cho bọn trẻ đi lại giữa hai nơi. Sau đó, anh đến núi Nguyên Thủy và giao thánh môn thứ ba cho Giang Sơ Nhan để đề phòng trong những trường hợp khẩn cấp. Sau khi trở về, anh đi đến viện luyện đan trước. Mặc dù đã có Lạc Ngưng Đan phụ trách ở đây nhưng với tư cách là viện trưởng, anh vẫn phải thường xuyên lui tới. Vừa đến nơi, anh đã nhìn thấy thiếu niên Khương Lâm lần trước đã đợi anh ở viện luyện đan vài ngày, Lạc Ngưng Đan cũng đang đợi anh trở về. Trước đó, anh đã để lại một viên chí tôn đan để bán đấu giá, kết quả đấu giá rất cao. Cuối cùng, viên chí tôn đan kia đã được người khác mua với giá 3.000 vạn thiên đạo tệ. Thiên đạo tệ là tiền bùa được luyện chế bởi các cường giả tê thiên cảnh, sức mua của chúng cao hơn nhiều so với đạo tôn tệ và chỉ mới trở nên phổ biến gần đây. Hiện tại, một thiên đạo tệ có thể đổi được mấy vạn đạo tôn tệ. Sau khi người kia mua chí tôn đan, ông ta lập tức cho con trai mình dùng. Kết quả là chỉ trong vòng vài ngày, tu vi của con trai ông ta đã tăng vọt, bây giờ đã trở thành thiên tài số 1 trong gia tộc. Khi tin tức truyền đi, có vô số người đã đến để tìm mua chí tôn đan. Sau khi nghe Lạc Ngưng Đan nói, Ngô Bình nói, không phải muốn mua chí tôn đan là có thể mua được, có thể bán cho họ một viên là rất tốt rồi. Lạc Ngưng Đan, nhưng khắp nơi đều có người hỏi thăm, họ nói dù giá có đắt gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. Ngô Bình cười lạnh, bọn họ tưởng bở à, loại đan dược này có thể thay đổi tư chất và vận mệnh của một người, làm sao có thể dùng tiền để mua được. Sau đó, anh đến gặp Khương Lâm, người đã đợi anh mấy ngày. Mặc dù Khương Lâm đã đợi mấy ngày, nhưng tính tình vẫn rất tốt, khi gặp mặt, hắn ta mỉm cười, ha ha, nói, Lý Huynh, Huynh cuối cùng cũng đã trở lại. Ngô Bình, Khương Huynh tìm ta có chuyện gì sao? Khương Lâm nói, lần trước ta mang Huyền Hoàng Đại Đạo Đan vào Huyền Thiên Cấm Đạo Đan về, lão tổ rất vui mừng và còn khen ngợi ta,
lần này ta lại tới làm phiền huynh. Ngô Bình rất quan tâm đến quả trường sinh của hắn ta, một khi quả trường sinh được thêm vào một số loại đan dược, hiệu quả có thể được cải thiện rất nhiều. Anh sai người bưng trà lên, cười nói, Khương huynh, mời nói. Khương Lâm nhấp một ngụm trà và khen trà ngon, một lúc sau mới đi thẳng vào vấn đề, Lý huynh, huynh cũng biết thiên đạo môn chúng ta trải dài bao kỷ nguyên, nhưng cũng bởi vì điều này mà nội bộ có rất nhiều phe phái. Huynh nghĩ xem, mỗi một kỷ nguyên sẽ có một nhóm đệ tử hoặc trưởng lão trưởng thành, theo thời gian, những người từ các kỷ nguyên khác nhau và những người tu luyện các công pháp khác nhau sẽ thành lập môn phái của riêng mình, không ai phục ai. Ngô Bình chớp mắt, thật sao? Vậy Khương huynh hẳn là thuộc về kỷ nguyên của chúng ta phải không? Khương Lâm nói, đương nhiên rồi, tuy nhiên, đệ tử của kỷ nguyên trước cũng muốn chiêu mộ đệ tử ở kỷ nguyên này. Đồng thời, tu vi của họ cũng bị thiên đạo áp chế, phần lớn thời gian chỉ có thể sử dụng hóa thân để hành động. Ngô Bình, sử dụng hóa thân à? Khương Lâm gật đầu, cường giả kỷ nguyên nghe thì có vẻ rất mạnh, nhưng trên thực tế, nếu như thay đổi kỷ nguyên thì họ sẽ bị thiên đạo áp chế, không thể sử dụng sức mạnh của mình được. Để giải quyết vấn đề này, một số người thông minh đã nghĩ ra cách sử dụng bào thai của kỷ nguyên này để luyện chế hóa thân. Ngay khi bào thai được sinh ra, một nửa thần hồn của họ sẽ ký sinh trong cơ thể đứa bé. Khi đứa trẻ lớn lên và tu vi tăng lên, những cường giả kỷ nguyên này sẽ dần dần chuyển giao tu vi mạnh mẽ của mình sang, như vậy thì có thể tránh được sự áp chế của thiên đạo. Ngô Bình, Khương huynh nói với ta nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa nói muốn a giúp việc gì. Khương Lâm cười nói, chuyện là như vậy, nếu thần hồn của kỷ nguyên trước muốn dung nhập vào bào thai thì nhất định phải có độ phù hợp rất cao. Nói chung, chỉ cần độ phù hợp có thể đạt tới 30% thì có thể thử. Nhưng độ phù hợp thấp hơn có thể sẽ để lại những nguy hiểm tiềm ẩn khiến việc thăng cấp trong những cảnh giới sau này trở nên vô cùng khó khăn. Nên Lý huynh có thể giúp chúng ta luyện chế một loại đan dược để nâng cao khả năng tương thích giữa bào thai và thần hồn không? Ngô Bình chớp mắt, Khương huynh có đan phương không? Khương Lâm cười khổ, không có. Loại đan dược này đời trước cũng đã có người nghiên cứu, nhưng đều thất bại. Bởi vì mỗi người, mỗi bào thai đều khác nhau, làm sao để tăng lên độ phù hợp là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, loại đan dược như vậy thì cần phải có một nhóm người thích hợp để ta nghiên cứu. Khương Lâm vội vàng hỏi, nếu Lý huynh có thời gian, có thể đi thiên đạo môn một chuyến được không? Ngô Bình không đồng ý ngay, chỉ cầm tách trà lên uống và nói, Khương huynh, ta phụ trách toàn bộ viện luyện đan, còn thường xuyên phải đến đại lục. Thánh cổ, ta rất bận. Khương Lâm cười, ta hiểu được, cho nên thiên đạo môn nhất định sẽ không để Lý huynh làm việc vô ích. Hắn ta lấy ra một chiếc hộp từ trong ngực, sau khi mở ra, bên trong là một loại trái cây hình người đang ngồi xếp bằng, trên người tỏa ra 12 màu sắc thần thánh, phát ra mùi hương thơm nức, chỉ cần ngửi một hút thôi đã cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhìn thấy loại quả này, trái tim Ngô Bình đập thình thịch, hỏi, đây là... Khương Lâm lộ vẻ đắc ý nói, đây chính là thiên đạo thần quả, mà lão tổ đã thưởng cho ta, đây là đồ tốt, sau khi ăn xong có thể cải thiện thể chất, tăng thêm vận may. Đặc biệt là nó có lợi ích rất lớn với tu sĩ thăng cấp tề thiên cảnh. Thứ này cũng cực kỳ quý hiếm ở thiên đạo môn của chúng ta, mỗi năm chỉ có 3 quả được phân bổ, ta có thể có được nó cũng nhờ vào đan dược do Lý huynh luyện chế. Ngô Bình lập tức cười nói, có thể giúp đỡ được Khương huynh cũng là vinh hạnh của ta. Nhưng không biết loại trái cây này, Khương huynh có thể cung cấp được bao nhiêu? Khương Lâm cười nói, chỉ cần Lý huynh có thể luyện chế ra đan dược nâng cao mức độ phù hợp, một viên đan dược có thể đổi lấy một quả thiên đạo thần quả. Ngô Bình bình tĩnh nói, vậy chúng ta thử xem. Khương Lâm vui mừng khôn xiết và hỏi, Lý huynh, bây giờ chúng ta có thể xuất phát chưa? Ngô Bình, chờ ta sắp xếp xong, lát nữa ta sẽ cùng Khương huynh đi thiên đạo môn. Nửa giờ sau, hai người dùng ánh sáng dịch chuyển bay đi thiên đạo môn. Cánh cổng của thiên đạo môn mới được mở ra cách đây không lâu, nó nằm trong một dãy núi rộng lớn, vị trí của nó rất bí ẩn, nếu không có người dẫn đường thì cho dù có tu vi cao đến đâu cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của nó. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến trên không trung của một dãy núi khổng lồ. Khương Lâm chỉ xuống mặt đất, không gian vặn vẹo và thay đổi, một cánh cổng ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Hắn ta mời Ngô Bình tiến vào cánh cổng ánh sáng. Vừa đi qua cánh cổng ánh sáng, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Những ngọn núi hoang vắng biến mất và được thay thế bằng những đỉnh núi kỳ lạ và làn nước tuyệt đẹp, những ngọn núi nhấp nhô. Trên núi có vô số loài chim thần kỳ và thủ lạ hoạt động, trong làn mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời, có thể nhìn thấy những con chim thần khổng lồ bay ngang qua.
Hơn nữa, linh khí ở đây rất dồi dào, đây là điều mà Ngô Bình chưa từng thấy qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 238.